Hello, mình là Ngọc Khánh đây. Hôm nay chúng ta cùng làm sữa chua Hy Lạp nhé. Và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cách để tận dụng nước whey làm mẻ sữa chua Hy Lạp tiếp theo, cùng với cả làm sữa chua uống nữa, cực kỳ ngon luôn này. Mọi người nhìn thấy không? Cái sữa chua Hy Lạp của mình nó đặc quánh mà nó thơm, dễ làm lắm luôn ý. Không ngờ là dễ như vậy. Bắt đầu thôi. Hello, mình là Ngọc Khánh đây. Mình rất cảm ơn mọi người đã follow kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì trời có vẻ là khá oi bức ấy mọi người, nên là mình sẽ đi làm một món ăn gì đấy nó mát mát một tí. Cơ mà hơi tốn sức, đó chính là món sữa chua Hy Lạp. Thực ra là cũng không tốn sức lắm đâu, chẳng qua là mất thời gian thôi. Chỉ cần đợi một tí là mọi người sẽ có món sữa chua Hy Lạp béo ngậy, rất là ngon, dễ ăn nữa. Mà không phải đi mua ở ngoài rõ đắt ấy. Kiểu tầm 70-80 nghìn một cái hộp sữa chua Hy Lạp. Ôi xồ ôi, một cái vị. Nên là hôm nay chúng ta sẽ tự làm nhé. Ôi dồi ôi, dễ lắm. Đi với mình. Mình vừa bị vồ ếch ngã lăn ra mọi người ạ. Bởi vì cái con này này, chính là con này, nó đã ngáng đường mình. Thôi bây giờ đi thật nào, đi hộ đi với chị nhá. Đi. Điều đầu tiên nhưng cũng không hề kém phần quan trọng đâu, chúng ta phải luộc hoặc là tiệt trùng những cái đồ dùng mà chúng ta dùng để làm sữa chua á, thì khi đó sữa chua dễ thành công hơn nha. Đấy, khô con rồi nè. Với một lít sữa tươi mình sẽ thu được tầm 400g sữa chua Hy Lạp, rất là nhiều đúng không? Với cả mọi người có thể dùng sữa ít đường, không đường hoặc là có đường đều được. Nếu mà không ăn được chua thì hãy dùng có đường nhá, bởi vì sữa chua Hy Lạp thường chua hơn sữa chua bình thường một xíu. Mọi người phải khuấy đều sữa nha, không nếu mà nó bị sát dưới đáy nồi là nó sẽ bị cháy đấy. Nè, khuấy đều vào và khuấy sát dưới đáy nồi. Chúng ta sẽ khuấy sữa trên lửa vừa cho đến khi mà sữa đạt tầm 80 độ C là được. Nó hơi bốc hơi lên một xíu, hoặc mọi người có thể thử để xem nó sẽ kiểu hơi nóng nhưng mà nó không bị bỏng là đủ. Cho sữa chua cái vào luôn, nó sẽ chết men ngay. Mọi người cứ để cho nó nguội tầm 40 độ C thì mới thả sữa chua cái vào nha. Trời ơi, lại còn lim lim cái vỏ nữa chứ. Cái em Khánh này kỳ thật. Nhưng mà mình thấy cái vỏ sữa chua là một tinh túy luôn. Ăn ít ít lúc nào cũng cảm thấy là ngon nhở. Sữa chua cái là sữa chua nào cũng được nhưng mà phải để nhiệt độ phòng. Nếu mà lỡ để tủ lạnh rồi thì đem ra ngoài 30 phút là nó sẽ nguội và nó sẽ loãng ra như này này. Thế là đủ độ nhá. Mình sẽ dùng tầm một hộp sữa chua rưỡi. Nó sẽ vừa đặc mà nó lại tiết kiệm ấy. Bà nội mình chính là người chỉ cho mình tất cả các cách làm sữa chua. Hồi xưa bà mình bán sữa chua mà. Hồi bé suốt ngày ngồi cạnh bà xem bà ngồi sữa chua, xong mình thích nhất là uống cái sữa chua lúc mà nó vừa mới cho sữa chua cái vào ấy. Nó chua chua ngọt ngọt mà nó thơm, lại còn ấm ấm nữa, thích cực kỳ luôn. Ok, bây giờ chúng ta đem đi ủ nhá. Mình sẽ chia ra 3 cách ủ cho mọi người luôn. Three days later. Hello, mình là Ngọc Khánh đây. Chào mừng mọi người đến với YouTube của mình. Đùa. Sau khi ủ 9 tiếng thì mình sẽ ra một mẻ sữa chua, nó khá là sánh, đặc mà lại rất là ngon, nó không quá chua đâu. Đừng ủ chua quá, nếu mà chua quá làm sữa chua Hy Lạp nó bị chua gắt luôn đấy mọi người ạ. Đổ phần sữa chua vào một cái túi lọc hoặc là một cái khăn xô em bé á, hoặc là một tấm vải nếu mà nhà mọi người không có. Sau đó chúng ta sẽ đến phần tách nước whey. Phần này thì đơn giản thôi, mọi người có thể treo cái túi lên hoặc là để như mình là để một cái rây lên, sau đó để cái túi sữa chua này vào. Nhớ nhá, là đừng bóp hay là nắn hay là gì cả, chỉ để sữa chua vào thôi. Sau đó để trên cái rây là cái phần nước whey nó sẽ tự tách hết ra, là chúng ta sẽ có sữa chua Hy Lạp rồi. Bây giờ để tủ lạnh tầm 5 tiếng là được. Và đừng quên hãy bóc màng bọc thực phẩm vào để cho nó đỡ bị mùi tủ lạnh đó. Thực ra là nhìn hơi phức tạp một tí thôi nhưng mình tin chắc mọi người hãy thử làm đi. Nó đơn giản hơn cả chữ đơn giản đấy. Ta-da, đây là thành phẩm của mình. Nếu muốn đặc hơn thì mọi người để trong tủ lạnh lâu hơn. Mình là mình để qua đêm đó, chứ thường thì mình thấy là 5 tiếng là đủ sánh đặc ngon lắm rồi. Nhưng mà đặc quá nó sẽ hơi bị bứ. Nhưng mẻ này của mình là vừa phải ngon lắm, là sẽ tầm 300g. Tại sao lại nên dùng sữa chua Hy Lạp? Để so sánh thì so với 100g sữa chua bình thường, sữa chua Hy Lạp sẽ gấp 3 lần protein. Hơn nữa cáp nó rất ít nên là hợp với dân ăn kiêng lắm luôn ý. Mà lại nó còn ngon cơ, mình thích lắm, ăn như kiểu là phô mai ấy. Trong cốc này cứ như một cốc kem vani hấp dẫn đấy nhở. Mọi người có nhìn thấy cameo mất hổ ở đằng sau không? Quá ngon chưa này? Quánh lắm mọi người ạ, thơm. Ăn cả một miếng nho. Oh my god, ngon lắm ấy. Đặc như này cơ mà. Ngon lắm. Ta-da, một cốc whey to đùng luôn. Nghĩa là mình vẫn chưa đổ hết, vẫn còn một nửa ở kia kìa.
mọi người tin không? Mình thích uống cái này hơn cả ăn sữa chua Hy Lạp ấy. Với nước whey thì mình sẽ làm gì nhỉ? Mọi người có thể dùng để nấu cháo, nấu canh chua hoặc là xay sinh tố đều rất ngon. Nhưng mà mình sẽ tận dụng để làm ngay mẻ sữa chua Hy Lạp tiếp theo, hoặc là mẻ sữa chua uống cực kỳ ngon này. Cách làm thì cũng đơn giản y hệt như trên thôi, chỉ có một điều là mình thay sữa chua cái bằng 100ml nước whey. Nếu là để nhiệt độ phòng nha, nếu mà để tủ lạnh thì mình mang ra ngoài để là được. Nhiều bạn làm theo công thức của mình thành công lắm nên là mọi người hãy làm thử nhá. Dễ cực không khó đâu. Và hãy follow mình và nhớ ấn cái chuông để khi nào mình ra video mới thì mọi người sẽ nhận được ngay nhá. Bye bye mọi người và chúc mọi người thành công. Nhớ hãy nhắn cho mình nhá nếu mà thành công, thất bại cũng được, và hỏi mình nếu mà không biết. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá.